Sau những thất vọng về hồng héo không được đẹp như kỳ vọng từ mùa lễ hội của năm trước, ban tổ chức Ngày hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè năm nay khẳng định là đã nhập về hơn 1.000 cây hồng Bulgaria, gồm có hơn 100 giống hồng khác nhau rất đặc sắc. Và ngoài ra thì ban tổ chức cũng đã lên phương án bảo vệ 1.680 cây hoa hồng từ nay cho đến khi mà lễ hội diễn ra và kết thúc. Ban tổ chức cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, Đại sứ quán Bulgaria đã phối hợp với Viện Di truyền giống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhập 1.680 cây hồng Bulgaria về Việt Nam, bao gồm hơn 100 loại hồng khác nhau. Việc nhập cũng phải tuân theo quy trình và các quy định kiểm tra nghiêm ngặt để tránh lan truyền sâu bệnh. Hiện toàn bộ số lượng hoa hồng Bulgaria nhập về đã được vận chuyển về trại thực nghiệm của Viện Di truyền giống để chăm sóc từ cách đây 2 tuần. Loại hồng Bulgaria có tuổi thọ khá ngắn, chỉ khoảng 2 ngày là tàn, nên ban tổ chức đã tính đến phương án bố trí các chuyên gia, nghệ nhân thường xuyên túc trực, chăm sóc để duy trì cơ chế nở hoa và bảo vệ cây. Mặc dù vậy, ý thức của những người tham gia lễ hội cũng sẽ quyết định rất quan trọng đến việc giữ gìn hoa trong không gian chung của lễ hội. Ngày hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè là một lễ hội truyền thống lâu đời của Bulgaria. Đây là quốc gia nổi tiếng về ngành trồng hoa hồng và các chế phẩm từ loài hoa này. Lễ hội sẽ được tổ chức tại Công viên Hồ Tây, Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3.